Đây là cái Hollywood sign mọi người. Ở phía trước mọi người, xa xa trước đó. Ở kia đang có một cái dãy người đang đứng đó là để coi cái Hollywood sign á. Còn cái chỗ mà bạn đang đứng ở đây á là cái này, đây là Riffish, cái đài thiên văn học ở trên Los Angeles mọi người. Bây giờ là bằng sẽ đi vô trong đó để quay cho mọi người coi cái đài thiên văn học này ha. Bây giờ hôm nay là đưa bé Ân với bé Jay lên đây để đi coi cái này, cái đài thiên văn học. Không muốn get like chụp hình với cái này hả? Cũng được. Rồi bây giờ là mình mới chính thức đi vô trong cái đài thiên văn học mọi người. Bây giờ là gia đình của bạn đang đi vô nè. Khá là đông người nha. Ở đây có bậc kinh nè mọi người. 10 đồng một giờ. Hôm nay bằng đến đây thì nhiệt độ nó cũng khoảng cỡ chắc cỡ 65 độ. Và nó không có gió nên là cũng không có lạnh lắm. Cái đài thiên văn học này được xây vào năm 1933 mọi người. Nó mang lại rất là nhiều lợi ích cho thành phố Los Angeles. Cái đầu tiên là thu hút khách du lịch, mọi người cũng thấy đó. Quá trời khách du lịch đang đến Los Angeles. Và nó trở thành một cái điểm mà có thể nhìn được cái Hollywood sign. Cái Hollywood sign đối diện bên kia mọi người thấy không? Đó. Nên là đứng ở đây người ta coi cái Hollywood sign. Và cái thứ hai nữa là giúp cho người Mỹ hiểu biết nhiều hơn về vũ trụ. Và cho học sinh ở Mỹ có cơ hội được đến đây để tìm hiểu sâu hơn về vũ trụ không gian mọi người. Đây là những cái đài thiên văn này, đó là những cái kính thiên văn á. Mình đó có một cái ha, bên đây có một cái ha. Chút nữa thì mình sẽ đến gần hơn để quay cho mọi người coi. Đây là gì đây? Không biết là người ta có cho mình vào trong không ta, thấy coi cửa có mở kìa. Nha, đây là lần đầu tiên bằng đến luôn, nên là bằng cũng không rành lắm. Ân qua coi, những cái nhà này là vật lý học ha. Newton, trời ơi, đây là hình của ông Newton mọi người, chắc tay đang cầm trái táo em. Phải không? Phải tay đang cầm trái táo không ta? Đó. Ông này là Kepler. Ồ, bằng cũng không biết ông này. Ở Việt Nam mình gọi ông này là Galileo đúng không? Ông này là đưa ra giả thuyết là trái đất hình tròn. Và cuối cùng đã bị xử tử. Nên lúc đó người ta không có tin vô là trái đất hình tròn. Ông này là Copernicus. Không biết ông này, không có ấn tượng gì lắm. Hả? Đây là chắc là những nhà vật lý lỗi lạc của thế giới. Sau này là Ân sẽ được học cái định lý Newton. Vậy hả? Thiên văn học của Đức. Có công trình nào, có công trình nào vĩ đại không? Sao mình không nghe tới ha? Mà ở trong mấy ông này là mình chỉ biết có ông Newton với ông Galileo ha. Tiếng Anh là Galileo ha. Mai mốt Ân sẽ được học tới ông này, Newton. Newton, định lý quả táo. Định lực nè, vạn vật hấp dẫn là cũng của ông. Vậy hả? Ba định lực của ông, nhờ ba ông Newton sao ông này. Ông này có mấy định lực ông Newton từ đây mà nghiên cứu nó mới phát hiện ra được. Là ông này là thầy của ông Newton luôn. Đúng rồi nè, ông sinh năm 1571, chết 1630. Đúng rồi. Nhờ ông này tìm. Đúng rồi, ông này ông sinh sao mà ông này ông chết rồi ông Newton mới sinh. Nè, ông Newton sinh năm 1642. Ông này ông mất năm 1630. Thì cái ông Newton mới nhờ cái. Đúng rồi. Ok. Thôi mình đi quanh kia đi. Mình quanh kia đi ha, tiếp nha. Đi con. Cái này là gì đây? Có lẽ nó là cái đồng hồ mặt trời á. Đồng hồ mặt trời á. Nè.
cái trong, bóng của mặt trời, trong cái ánh sáng, cái bóng của ánh sáng mặt trời nó sẽ chỉnh ra cái thời gian trong cái vòng tròn này, trong cái vòng tròn này nè, cái bóng em lấy nè, cái này hiện tại nó nằm đây nè. Cái này cái ring nè. Ồ, ghê ý. Ở đây là 12 giờ đúng không? 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ. Hiện tại là 2 giờ, gần 2 giờ 30. Đúng không? Coi đồng hồ coi. Nè, này, đây là cái ring nè. Trời, đúng thiệt em ơi. Ôi ta. Tính theo cái bóng á. Ghê không? Ghê ý. Nó gọi là sun dial. Ha. Sun dial. Wow, cái này đồng hồ mặt trời mọi người. Đây, hiện tại bây giờ là 2 giờ 30. Dùng cái bóng á. 2 giờ 30 mọi người. 2 giờ 30. 2 giờ 30. S U N D I A L. Wow, tại giờ 2 giờ 30 và cái bóng của nó nè, cái bóng của cái này nè, nó đang đổ đây nè, là gần 2 giờ 30. Nhưng mà nó vẫn chậm hơn cái này mấy phút ha. Cái này cái ring. Ồ con làm sao nó chính xác được, mà cái này cái ring nó để thời gian trên đây nè, nhìn theo cái bóng này. Nè, cái bóng nè, cái bóng nè, bóng nè. Cái này 12 giờ nè. 1 giờ, 2 giờ. Nhờ cái sợi dây nè, nó để cái bóng nè. Hay ha. What are you doing? Coi đang có sẽ biết giờ. Okay, let's go. Đi ăn, tiếp con. Ready, go. Bây giờ là gia đình của bạn sẽ đi vô phía bên trong luôn mọi người. Đây có lẽ là một cái viện bảo tàng á. À, ở đây mình không được dẫn cái gì vô đây. Ồ, nói chung là không có mang đồ ăn được vô thôi. Wow. Ồ, có cái quả lắc hả? Cái này có cái quả lắc gì nè. Quả lắc hả? Có cái quả lắc mọi người. À, bạn cũng chưa hiểu quả lắc này làm gì. Để bạn tìm cái bảng bạn đọc thử. Mà cái quả lắc này làm gì ta? Nó đo cứ mỗi 7 phút một lần á, là cái này nó sẽ đánh vô trong cái miếng kim loại đó, để nó cho mình biết rằng là trái đất nó có một cái sự chuyển động của trái đất. Nó có đây có ghi nè, thế mình sẽ thật sự sẽ nhìn thấy được cái sự chuyển động của trái đất. Trái đất đang quay quanh cái trục á. Đó, 7 phút nó đánh vô đó một lần. Wow. Phía trên này có hình của bạn nghĩ chắc những nhà vật lý nổi lạc quá. Quá trời hình luôn. Ừ, nhiều lắm mọi người. Quá trời hình luôn ha. Đây là những cái chòm sao. Sao vậy? Con muốn coi cái gì hả? Con không có làm vậy. Để mẹ ẩm thôi nè. Và đây nè, con coi này nè. Cái này là cái quang phổ của mặt trời. Cái quang phổ của mặt trời, ánh sáng mặt trời. Mẹ ẩm, ăn lên cho anh coi. Đây là cái quang phổ của mặt trời. Con thấy nó thay đổi màu không? Con thấy nó thay đổi màu sắc không? Đây là cái dãy nhiệt độ của ánh sáng mặt trời á. Nè không, cái nhà thơ nè, đó. Nè quay là đó, đúng không? Đúng không? Thấy chưa, thấy nó thay đổi không? Thấy change sau đó chuyển sang màu vàng nè. Đó, xong. Mẹ! 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 M
Được. So basically, yeah, this guy, one of the richest people in the office. So basically, like, these people will list. Oh, sorry. So first you got on the wait list. Ở đây coi ánh nắng mặt trời nó chiếu xuống kìa. Ở trên cái kính thiên văn á, nó đang chiếu xuống. Okay. Ân lên đây coi thử ha. Rồi. Bước lên nè. Con nhìn vô đây. Đúng rồi. Thấy gì không? Cho ba coi thử, cho ba coi thử để coi ánh nắng mặt trời là cái gì vậy? Nè, 8:30 nó sẽ như vậy. Trời ơi, nhìn thấy nguyên cái mặt trời rõ ràng luôn. Em, thử. Nguyên mặt trời đỏ chét luôn em. Con nhìn thấy không ơi? Thấy cái mặt trời màu đỏ không? Xong rồi cho em coi biết. Nhìn thấy nguyên cái mặt trời đỏ chét luôn nè. Con nhìn thấy cái này giống trong thở không? Sợ đâu mẹ nhìn nè. Thấy cái mặt trời bự không? Đâu thấy gì đâu. Có, em nhìn thấy cái chấm đỏ. Em sửa con mắt em. Sao quá vậy bà? Em sửa con mắt theo cái chấm đỏ, hình nhìn ra thử cái hình giống như vậy nè. Vậy hả? Là cái mặt trời lai luôn mẹ. Đang coi từ trên xuống luôn. Cái lỗ này không có gì hết. Mình chỉ coi ở đây thôi. Nè, cái ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống đây nè. Rồi mình sẽ nhìn vô cái kiến này nè. Thấy không? Thấy rồi, thấy rồi. Thấy không? Thấy cái này không? Thấy rồi. Em có nhìn thấy những cái dung nham đang phun trào giống không? Có thấy chấm. Có thấy những cái phun trào giống gì không? Có. Phun giống như nè. Tao thấy cái đỏ. Đó, con nhìn thẳng vô cái chấm đỏ đó. Ok. Được rồi, ân. They're gonna turn it bigger. Yeah. The red dot. No. Rồi mình đi qua chỗ khác ơi. Thấy cái mặt trời luôn ha. Đây là ánh sáng nó chiếu từ trên xuống nè. Cái kính thiên văn nó đang cho mình coi luôn á. Ở hôm nay là coi cái gì? Không coi mặt trời. Này coi cái quang phổ của mặt trời. Cái này nguyên tố hóa học. Này là bảng nguyên tố nè. Hồi xưa mẹ con giỏi lắm. Bảng nguyên tố hóa học. Hydro kìa. Bảng nguyên tố hóa học. Yeah, ngày xưa mẹ con giỏi cái môn này lắm. Bây giờ mẹ con là coi như là chữ trả lời thầy. Ở đây nó cho mình coi cái chất đó luôn nè. Radium. Wow, cái này. Calcium, barium. Thường thường thì mấy cái calcium, potassium, kali nè, canxi nè, titanium nè, còn cái scandium nữa nè. Titanium. Cái này là dạng sao con? Ủa cái này là giống thủy ngân quá vậy? Thủy ngân. Không. Nè, chất thủy ngân. Không phải thủy ngân, cái đó không phải thủy ngân. Không. Thủy ngân hình như là Sg đúng không? Sg. Là thủy ngân đúng không? Ừ, cái này không phải. Nè nó có đánh dấu ký hiệu trong nè. Này kali. Thường nó canxi, sẽ lấy chữ cái đầu. Natri. Natri là sodium, natri, magie, hydro. Yeah. Wow. Ngày xưa đó mình học chứ mình đâu có biết cái này là cái gì. Bây giờ mới được nhìn thấy á. Có nhiều cái chất mình cũng chưa thấy luôn á. Còn mình đâu có thấy. Bây giờ mới nhìn thấy nè. No, anh học hóa học đó cho thí nghiệm. Nhưng mà mình đâu có thấy cục này. No, mấy cái mẫu á. Có không? Anh... No. Hôm nay có cái cục bự nè. Anh học bên đây có. Có hả? Nhưng mà cái vùng nhỏ nhỏ. Mẹ ơi, sao mẹ muốn làm? Muốn làm heli để theo. Cái này đâu có làm. Okay. Bây giờ mình đi lên mình coi cái kính thiên văn học nè. Chắc mình coi cái này xong chắc mình phải xuống rồi. Mình còn dành thời gian mình qua cái Lido Tokyo nữa. Với cái gì đó. Đại lộ danh vọng nữa. Người con đi nhanh, con nhiều người đợi con lắm. Wow.
Ân thấy gì không? Thành phố Los Angeles Ân. Nhà mình đâu? Daddy. Where's my house? I know. Right. Daddy there. So vô đây nè. Vô đây nè. Qua đây trước ơn. Nắm tay ba. Wow. Cái này của Toyota. Mall. Đi vô coi cái kính thiên văn nè. Wait. Cái này cầm gì mà nào không đem theo chi cho nó mỹ. Cover your mouth. Nhìn kìa con, cái kính cái đó gọi là kính gì vậy? Cái kính thiên văn. Kính thiên văn. No wait. Chờ người ta ra xuống đã. Mình có thể lên coi mà con. Con đợi xíu không? Đấy, con đứng đây nè. Đó, con thấy không? Kính thiên văn con. Để nhìn lên mặt, nhìn lên trên vũ trụ á. Nhìn lên bầu trời. Đúng rồi. Nhớ, đúng rồi đó. Kính thiên văn này. Thì họ đang đóng lại ha. Telescope. Sorry. No, không có nóng đâu. Cái ống để dòm lên đúng không? Sao dòm đó? Chứ cái dòm bằng máy á, chứ không người dòm đâu. Okay. Nhưng mà nó muốn coi chắc phải mở cái vòm ra mới coi được. Đi ăn đi xuống đi con. Xuống đây. Chỗ mà đã xưng chỉ có một chỗ vậy. Hai chỗ thì mình đi có chỗ. Hai chỗ nào cơ? Cái đường này là đi bộ rồi sao anh? Không phải đi lên trên. Ai à. Ăn không? Ai ăn hột rồi rớt. Thì tối ngày chị cứ nhìn thấy đồ ăn không vậy? Mình đi bộ hả ta? Mình đi xe nha. Thích đi bộ hả? Nhưng mà giờ mình phải lên xe mới đi qua chỗ kia được ăn. Có chơi kìa, mình chơi nè. Wow. Mẹ ơi, anh thấy con đuôi nổi rồi. Té nha. Watch out, okay. Be careful. Hai đứa ôm nhau rồi. Cho nên cái giấy mày đang cuối rồi. Nô nô vô đây, lên đây, không có xuống dưới đó nữa hả? Nè, máy bay nè. Hi, xin chào mọi người. Gia đình của Bằng mới mua vé máy bay tới Nhật mọi người. Mọi người thấy nhà hàng Sakura không? Đây. Bây giờ là đang ở trên đường phố của Tokyo. Đây nhà hàng của Nhật nè. Nhà hàng Nhật không nè. Là mình đang ở Tokyo mà sao không Nhật cho được. Sao? Có gì vậy? Pikachu. Yeah, mình đang ở Nhật mà. Mình đang ở đâu Ân? Mình đang ở Nhật đúng không? Ở Nhật. Đúng rồi, mình đang ở Nhật mà. Mình đang ở Tokyo mà. Oh, Shiroku. Wow. Mới vừa đáp máy bay xuống Nhật luôn nha mọi người. Yeah. Đây, bên đây nè. Bây giờ mình vô cái chợ đêm đi. Còn bây giờ mình đi lúng đúc đúng cái lúc đó đẹp này ha.
Ê, cái bên đây nữa em, hai bên luôn. À, chắc cái kem gì của Nhật quá. Cái cửa hàng kem gì nè. Okay. Họ đang lên nè. Bây giờ mình đi qua đường, mình đi vô phố cổ nữa đi. Ừ, đang lên ha. Giờ qua phố cổ nữa ha. Không này phải phố cổ, cái này là phố chợ đêm. Chợ đêm. Chợ đêm. Nó lộn. Ok, bây giờ qua đường nè. Go, 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 go. Nước nè, cẩn thận nè. Yeah. Đó, đang đi bộ ở Nhật nha mọi người. Sushi bar nè. Ok, sushi bar. Okay, này, Tiger Sugar. Cái này là chắc trà sữa trân châu đường đen quá. Là đó, đúng rồi đó. Đúng không? Yeah. Trà sữa trân châu đường đen. Ok mọi người, gia đình của Bằng đã tới Nhật nha mọi người. Nói chung là bà xã của Bằng nói là muốn đến Nhật ăn sushi nên là đã book vé máy bay bay liền tới Nhật. Bây giờ là đang ở Nhật rồi. Mình đang ở đâu ông? Ở Nhật. Đúng rồi, giỏi. Mua vé máy bay hết mấy ngàn qua Nhật. Đang đi bộ ở trong phố đi bộ của Tokyo nha mọi người. Cái này chắc giống 85 ha. Bây giờ mình đi một vòng trước đi. Đi một vòng trước đi. Bây giờ mình vô mình ăn cái mình làm biến đi á. Ăn nắm tay ba nha. Wow, cửa hàng thú bông của Nhật nè. Vô. Ok. Ôi, quá đẹp luôn. Ủa, nhìn kêu ha, số kêu. Wow. No. So kêu. Ăn rờ thử không? Mấy con này trong trụy không á. Ừ. Đi vô đi rờ đi, rờ thử đi. Thích không? Thích không? Bao nhiêu? 33.99. Ôi ôi, mắc dữ. Đồ Nhật mà. Đi qua tao riêng kinh. Tự nhiên vô đây cái sống lại tuổi thơ. Sonoku. Thủy thủ mặt trăng. Ân đâu có biết. Ân đâu biết này. Thủy thủ mặt trăng. Yeah, thủy thủ mặt trăng. Này là mấy nhân vật trong game. Ơi cơ có Mario không? Nè. Có Pokemon nguyên một dàn collect luôn nè. Đây có nè. Wow, tự nhiên vô đây cái sống lại tuổi thơ ơi. Vô đây con. Yeah, quá đẹp luôn. Chú áo bỏ trong cái hộp con rồi t-shirt. Đây là vua hải tặc. Vua hải tặc. Vua hải tặc. Sonoku. Bảy viên ngọc rồng. Này bán sushi hả? Sushi thôi dĩa là sushi. Tray nè. Không. Ở đây, đây nè. Combo nè. Một cái combo hai mấy đồng. Nhìn cũng hấp dẫn á. Có ramen luôn không? Kìa chắc có ramen, người ta đang ăn ramen luôn kìa. Dạ. Yeah. Ok đi các bạn, các bạn nha. Đi nha. Đi, ăn đây nè. Nắm tay mẹ. Tay ăn đâu, tay kia đâu, tay ăn đâu. Oh my god. Đi tiếp nha. Bên đây cũng là một cái nhà hàng Nhật nữa. À, bánh kẹp. Giống như cái bánh gì, bánh xe bữa mình qua Đài Loan mình ăn á. Hả? Không? Nhưng mà này bỏ thịt.
Oh, that's you and the beer Z. Hi, xin chào mọi người. Giờ là gia đình của bạn đang ở trong nhà hàng Nhật mọi người, để ăn mì ramen với ăn sushi cái gì lên tới đây qua tới Nhật rồi mà không ăn cái này uống. Chỉ uống sake nóng rồi. Sake bốc khói. Thử một ly nha, thử một ly sake. Em rót rót nó nhé. Tiểu nhị rót rượu. cầm lên rót đổ. Tiểu nhị. Đúng rồi, tiểu nhị quá dữ tiểu nhị. Cái ly vậy mà rót nhiều vậy. Rồi. Vô mời tiểu nhị. Vô. Uống lạnh dễ uống hơn. Kìa. Uống nóng anh uống quen. Anh ngọt rồi. Nước chấm này cay nha. Dạ. Có ketchup hay gì không? Mình không có ketchup, mình có mayonnaise. Mayonnaise. Dạ, ok. Cái anh phục vụ đây người Việt. Anh nói cái món này là nổi tiếng ở đây nên là bằng kêu thử. Nó là giống như kiểu gà chiên của mình vậy thôi. Thử nha. Chấm cái này, chấm cái này. Hot sauce. Rau này ăn được. Được em, gà dai á. Chấm hot sauce ngon rồi mà. Wow. Chú chà. Chú chà. Cũng kiếp vậy. Ôi trời ơi, 14 đồng mà cũng kiếp vậy. Em bỏ vô. Cái này đâu 14, cái này 19 đồng. 19 đồng hả? Wow, cũng kiếp luôn. Để dập đi. Xé thì đi thôi. Xé mà. Yeah. Mì ramen. Có cái trứng nè mọi người, có cái trứng luộc. Trứng hồng đào. Flat heo. Cái này một bạc nha. Thank you.